Trước giờ The Miss Universe, Khánh Vân liên tục vắng mặt trong các bảng xếp hạng sắc đẹp khiến fan lo lắng. Chung kết cuộc thi Miss Universe 2020 sẽ diễn ra vào 7 giờ sáng ngày 17 tháng 5, Khánh Vân đang ở đâu trong lòng người hâm mộ? Hành trình tìm kiếm tân hoa hậu Hoàn Vũ 2020 sẽ chính thức khép lại vào 7 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2021 tại Florida. 74 cô gái đã có một khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của mình với những trải nghiệm thú vị xuyên suốt. Trước thềm chung kết, các chuyên gia sắc đẹp đã tung những bảng dự đoán cuối cùng và khán giả cũng đã có tân hoa hậu cho riêng mình. Nếu như Mỹ Sổ Sổ Lộ Gì vừa đặt cược đại diện Ấn Độ đăng quang thì ở bảng top 11 Super mới nhất của Global Business, họ lựa chọn đại diện Thái Lan sẽ bước lên ngôi vị nữ hoàng. Cả mọi dự đoán vẫn đang mang tính chất khách quan, điều này vừa là động lực cho các chiến binh sắc đẹp nhưng cũng chính là áp lực sân khấu không hề nhỏ cho trận chốt màn vào sáng ngày 17 tháng 5. Vậy Khánh Vân đại diện Việt Nam đang ở đâu trong lòng người hâm mộ? Đại diện Thái Lan, đại diện Ấn Độ. Sau đêm bán kết, Khánh Vân trở thành tâm điểm của sự chú ý với hai màn trình diễn bikini và trang phục dạ hội xuất thần. Cô liên tục trở thành điểm sáng của khu vực châu Á và của cả mùa giải năm nay. Tuy nhiên, hai chuyên trang sắc đẹp Mỹ Sổ Sổ Lộ Gì và Global Business vẫn không đánh giá cao Khánh Vân cho các vị trí top 10 hay top 5. Nếu quan sát tiềm năng của các cô gái trẻ cũng như sự dự đoán, năm cô gái đang được đặt cược sẽ làm nên chuyện ở mùa giải năm nay bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Nam Phi, Mexico, Peru. Fan Việt không kỳ vọng quá nhiều về chiếc vương miện Hoàn Vũ đầu tiên sẽ về với Việt Nam, nhưng chúng ta có niềm tin ở Khánh Vân sẽ tạo nên một kỳ tích mới cho nhan sắc Việt. Trước mắt Khánh Vân là đêm thi chung kết bữa tiệc nhan sắc kết thúc 12 ngày rực rỡ tại Mỹ, hy vọng đại diện Việt Nam sẽ vững tin để thừa thắng xông lên, tỏa sáng trong mọi thử thách và ở quê nhà mọi người đang hướng về Khánh Vân. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.